Trong thời gian vừa qua thì Nội thất Sơn Đông đã bàn giao được rất là nhiều lô nội thất cho các căn biệt thự, lâu đài có tiếng trong khu vực. Và đặc biệt là cái bộ sofa hàng da mà em Nhi đang đứng tại đây luôn được đại đa số các đại gia gọi điện đến và yêu cầu em tư vấn về các sản phẩm này. Vậy thì tại sao một cái bộ bàn ghế trị giá gần 700 triệu đồng, nó ngang ngửa gần như là một cái chiếc xế hộp cao cấp mà nó lại luôn trong cái tình trạng cháy hàng? Điều đặc biệt giữa cái sản phẩm này khác biệt với những cái sản phẩm khác, nó không chỉ là ở một hoặc là hai cái đặc điểm mà là rất là nhiều cái đặc điểm khác nhau. Nhưng mà hai cái yếu tố mà để quyết định đó chính là về giá cả cũng như là về chất lượng. Thử hỏi là về cái giá trị của sản phẩm này nếu so với thị trường thì nó có thể đắt gấp đôi hoặc là gấp ba. Vậy thì các khách hàng của công ty Sơn Đông họ đang quăng tiền qua cửa sổ hay là đã biết cách chi tiêu thông minh để rinh cái củ quý này về nhà? Giải đáp được cái thắc mắc đó thì xin mời quý khán giả hãy theo chân em Nhi xem hết cái video ngày hôm nay nhé. Khách quan mà nói, hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều cơ sở cũng như là đơn vị thiết kế cũng như là thi công nội thất. Nhưng thực tế để tìm được một đơn vị có chuyên môn, có bản kỹ thuật cũng như là thiết kế hợp lý về tỷ lệ và nhân chất học cao cấp thì không phải là nhiều. Vì sao? Vì đối với những món nội thất đầy xuất phát từ con người và cũng như xuất phát từ những trải nghiệm của khách hàng. Một công ty nếu không có sự trải nghiệm của khách hàng, chỉ lên mạng cũng như là lụm nhặt được những cái ý tưởng khác mình copy lại thì chắc chắn cái sản phẩm đó sẽ không có hồn. Nếu mà nhắc đến về sofa hoàng gia của công ty Sơn Đông thì chúng ta không thể bỏ qua về cái giá trị cũng như là cái chi tiết về cái dáng ngồi của sản phẩm. Bộ sofa gỗ gõ đỏ luxury được chế tác theo phong cách cổ điển với những cái họa tiết hoa lá tây được chạm khắc cực kỳ là tinh xảo cũng như là uyển chuyển, thể hiện được cái nguyên bản và cái hồn nghệ thuật đã kết tinh hàng nghìn năm. Với những cái họa tiết đối xứng với nhau tạo nên được một cái vẻ đẹp cân đối, hài hòa, giúp cho cái bộ ghế mang đến một cảm giác vừa mềm mại vừa thanh thoát cũng như là rất là uy nghiêm và quyền lực. Với kiểu dáng thiết kế của bộ sofa hoàng gia này thì đã được đội ngũ thiết kế của công ty Sơn Đông bỏ ra thời gian hơn 2 năm để nghiên cứu về một cái dáng ngồi làm sao khi người ngồi vào có thể thoải mái cũng như là toát lên được cái vẻ đẹp sang trọng nhất có thể. Sofa hoàng gia tại Sơn Đông sẽ có 2 phiên bản 6 món và 10 món. Hiện tại trên màn hình mà quý khán giả đang xem là 10 món, sẽ có bao gồm một chiếc bàn trung tâm, một chiếc sofa đôi, 4 chiếc ghế đơn, 2 chiếc vuông ngồi cũng như là 2 chiếc đun cao. Với số lượng 10 món như thế này thì công ty Sơn Đông sử dụng lên đến là hơn 2 tấn gỗ. Nếu nói về cái chất liệu là gỗ gõ đỏ thì chắc chắn nó sẽ không có gì đặc biệt. Điều đặc biệt ở đây chính là từng chi tiết trong cái sản phẩm cũng như là từng món sẽ được cấu tạo nên từ cái phần gỗ gõ đỏ nguyên một khối. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi vào với lại chiếc băng ghế đôi. Đây, cái kích thước chi tiết thì em Nhi sẽ ghi thẳng lên trên màn hình cho quý cô chú anh chị mình dễ theo dõi. Còn về những cái kích thước độ dày đặc biệt thì đầu tiên là cái phần chân ghế. Ngoài những cái hình ảnh mà chúng ta đụng chạm trên bông sắc nét thì cái độ dày của nó được làm lên đến là 10cm và được làm nguyên một khối. Phần tựa lưng của chiếc băng đôi này cũng như là những cái chiếc ghế đơn thì cũng được làm nguyên một khối gỗ. Từ cái khối ban đầu có độ dày lên đến là 30cm và sau đó sử dụng cái kỹ thuật lộng cong, lộng gỗ nguyên một khối, sau khi hoàn thiện là chỉ còn 13cm. Phần tựa lưng ngoài cái khối gỗ mà được làm nguyên khối ra thì được các nghệ nhân của Sơn Đông thắt nút, giả nệm. Đó, nhìn vào thì sống động. Chúng ta nhìn vào ngang qua thôi là cứ tưởng như là đây đang là một da chứ không phải là gỗ 100%. Xuống thêm một xíu nữa là chính cái phần mặt ngồi. Cái phần mặt ngồi này á không phải là một cái mặt ngồi bằng phẳng mà nó là được làm lượng cong theo cái dáng ngồi của chúng ta. Ngồi vào thì nó sẽ không gây cái sự gườm gà và khó chịu. Em đang ngồi vào, đây là một chiếc băng ghế đơn thôi. Đó, nhưng mà những người nhỏ con như em á thì có thể ngồi lên đến là 2 người. Và cái phần mặt ngồi này thì nó sẽ được làm nguyên một khối với cái độ dày lên đến là 10cm. Riêng cái phần tay vịn này thì có độ dày lên đến là 20cm cũng được làm hoàn toàn là nguyên khối. Xuống một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ có cái phần yếm. Yếm bàn cũng như là yếm ghế thì chúng ta cũng làm từ nguyên một bản gỗ không chấp ghép và nó có cái độ dày lên đến là 5cm sau khi thành phẩm. Phần mặt bàn và cái phần mặt đôn thì chúng ta làm nguyên một tấm gỗ lớn, nguyên một tấm luôn thì nó có độ dày lên đến là 5cm. Đó chính là những cái phần mà kích thước gọi là tiêu biểu nhất của cái sản phẩm này. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều cái chi tiết nhỏ khác như là cái sự tỉ mỉ đục chạm trong từng cái chi tiết đi. Chúng ta sẽ có được những cái đường chỉ nè, đó, những cái đường nét hoa văn.
Điều thích thú nhất tại công ty Sơn Đông mà sau khi khách hàng được trải nghiệm chính là mình sẽ được trải nghiệm trực tiếp trên sản phẩm và lòn tay vào từng cái ngóc ngách. Đó, cái sản phẩm được xử lý rất là láng mịn, trà láng khi mà chúng ta sử dụng vào, mà trà vào thì nó sẽ không có gây cái sự khó chịu hoặc là nhám, nó gây xuất tay. Để so sánh một cái bộ bàn ghế mà trị giá 700 triệu đồng với những cái bộ bàn ghế 200-300 triệu đồng thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều điểm khác biệt. Đó là những cái về phần kích thước, về chi tiết và những cái phần nguyên khối. Còn về cái phần bên ngoài, lớp áo của các sản phẩm đó chính là cái phần BU. Với cái công nghệ sơn cao cấp cũng như là tiên tiến nhất hiện nay, bộ sản phẩm đang khoác cho mình lên tới 7 cái lớp sơn. Thì quý khán giả có thể nhìn thấy nè, từ nhìn xa thôi trên màn hình, một cái màu của gỗ nó rất là đặc sắc, để vào cái không gian nào nó cũng sang trọng và tỏa sáng, và nó sẽ không kém một cái bất kỳ một cái màu sơn tường nào. Vì sao sofa hàng gia tại công ty Sơn Đông có thời gian đặt hàng lên đến 6 tháng, thậm chí có thể là lên đến 8 tháng. Ngoài cái sự hoành tráng 10 món hoặc là 6 món thì bộ sản phẩm đã sử dụng lên đến hơn 2 tấn gỗ, thì chúng ta sẽ có cần cái thời gian tìm kiếm cái nguồn gỗ. Vì vậy những cái sản phẩm cũng như là từng cái bề mặt của bộ bàn ghế luôn có được những cái đường vân gỗ gà đỏ đẹp nhất, đã được các người thợ nè, người nghệ nhân của công ty Sơn Đông lựa chọn rất là kỹ lưỡng từ cái nguyên liệu đầu vào. Ngoài ra thì cái quy trình chế tác, tẩm sấy gỗ và cái công phu đục chạm, phần đục chạm chương, tựa lưng, yếm, tay, chân, tất cả hoàn toàn ngoài những cái bề mặt trơn ra thì chúng ta đều thấy được cái đường nén đục chạm rất là tỉ mỉ. Kể cả những cái đường lai nhỏ này thôi, những cái đường chỉ thôi cũng phải mất cái thời gian lên đến gần hơn 1 tháng để mình có thể hoàn thiện. Ngoài ra khi mà nhìn vào cái sản phẩm tại công ty Sơn Đông, đặc biệt là những cái dòng sản phẩm cổ điển như cái bộ bàn ghế này, thì khách hàng luôn có một cái câu hỏi là tại sao chúng ta sẽ luôn thấy những cái màu đen ở những cái phần nét hoa văn đục chạm. Đây là cái điều đặc biệt cũng như là cái sự độc quyền của công ty Sơn Đông. Những cái phần màu đen này đó chính là những cái đường lai đen. Khi mà chúng ta sơn vào thì nó khó hơn rất là nhiều so với những cái phần sơn BU thông thường. Phải yêu cầu người thợ phải có tay nghề cao nè, lâu năm nè, và có cái tính tỉ mỉ và cái tính kiên nhẫn. Và khi cái sản phẩm đã được lên lai đen như thế này, mình sẽ nhìn từ xa, cái sản phẩm nó rất là cuốn hút, sắc nét và có hồn so với những cái phần BU thông thường. Và vì vậy thì cái chi phí của nó sẽ đội lên rất là nhiều so với những cái sản phẩm khác. Qua những cái đặc điểm cũng như là những cái giá trị mà công ty Sơn Đông mang đến trong cái bộ sofa hàng gia, thì không biết là quý khán giả thấy cái con số 700 triệu nó có xứng đáng hay là không. Và khi mà quý cô chú anh chị nào đang có thắc mắc hoặc là có nhu cầu đến trải nghiệm trực tiếp, sờ tận tay cái sản phẩm này, thì hãy đến ngay địa chỉ số 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi trực tiếp vào em Nhi số điện thoại 0972 636 709 để được tư vấn và hỗ trợ đặt hàng. Ngoài ra thì quý khách hàng có thể trải nghiệm thêm nhiều sản phẩm khác tại website noithotsondong.com. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo.